Có vẻ như là anh gà rán đã nghe được tiếng lòng của con dân và cho 3 bộ trang phục cho lần hợp tác của Lenco Mobile với bộ phim One Punch Man quay trở lại. Ở đây chúng ta đang có Crixy và Ero. Ý, thiếu mất Rat. Rat xin yêu đâu rồi? Đây rồi. Hả? Hả? Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Icy Fox. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau chơi lại cả 3 bộ trang phục trong lần hợp tác của Lenco Mobile với bộ phim One Punch Man. Và bộ phim này của chúng ta thì sẽ có 3 nhân vật chính ở trong lần hợp tác này. Sẽ là có Crixy với bộ trang phục lúc xoáy kinh hoàng. Chúng ta sẽ có Genos ở trong vị tướng Ero. Và cuối cùng chính là Rat Saitama. Mặc dù là các bạn cũng biết được là Saitama là một cái nhân vật mạnh nhất ở trong bộ phim này. Tuy nhiên thì... và trong game thì nó thành chúa hề đúng nghĩa luôn. Đúng nghĩa là chúa hề luôn. Từ cái phụ kiện cho đến cái tạo hình, đặc biệt là chỉ được tạo hình là một nhân vật bậc A thôi. Và tất cả mọi người thì đều có thể sở hữu được bộ trang phục này. Đúng kiểu chúa hề đúng nghĩa luôn. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau chơi lại các bộ trang phục này từ thấp đến cao. Như vậy là mình sẽ chơi bộ trang phục Rat đầu tiên, sau đó đến Genos, và cuối cùng chính là lúc xoáy kinh hoàng của Crixy. Hiện tại thì mới chỉ có thông tin là cả 3 bộ trang phục này sẽ quay trở lại mà thôi. Còn trở lại vào trong thời điểm nào thì vẫn chưa có. Và nếu các bạn không chờ được thì có thể là liên hệ với bên mình. Bên mình hiện tại đang có một số những em có các bộ trang phục của Tatsumaki, có các bộ trang phục xịn khác, thì các bạn có thể xem được ở đây nhé. Ngoài lúc xoáy kinh hoàng ra thì chúng ta cũng còn rất là nhiều skin của rất là nhiều vị tướng khác nữa cơ. Thì các bạn cũng có thể liên hệ với bên mình. Và chi tiết như thế nào thì hãy vào trong phần bình luận nhé. Ok, có mạng này. Rồi, xong. Rat này thì mình chơi không giỏi đâu, nên là trận này mình chỉ đánh thường thôi. Chơi gọi là cho các bạn xem về bộ trang phục này. Nói chung thì là một skin bậc A, nhưng mà tạo hình rất là buồn cười, với cả rất là nhiều phụ kiện đi kèm nữa. Mặc dù là Rat Saitama chỉ là bậc A thôi, nhưng mà nó là một tâm điểm cho lần hợp tác này luôn. Căn bản là mọi người đều biết đến Rat Saitama. Mọi người biết đến kiểu chúa hề. Thấy Rat vừa cầm chúa hề là thôi, xác định được kiểu trận này gọi là cầu nguyện luôn rồi. Hy vọng là thắng thôi. À, đúng kiểu trận này mình cầm Rat thì cũng không ổn lắm đâu. Chơi đúng kiểu theo cảm tính thôi à. Mà được cái là may là vẫn thắng rồi. Ok, quét sạch luôn. Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh anh ơi. À, còn lại để cho team xử lý. Triple kill cho Erin. Thôi, để chờ lính lên là thắng là cái chắc rồi. Không biết trong lần trở lại sắp tới thì chắc là mình nghĩ là cái bộ trang phục này thì vẫn sẽ được free thôi. Rat Saitama bậc A thôi mà, nó cũng có hiệu ứng đâu. Rồi, bây giờ thì tạm biệt chúa hề, chúng ta cùng nhau đến với bộ trang phục tiếp theo trong lần hợp tác này. Đó chính là bộ trang phục Genos của vị tướng Ero. My time to shine. Bộ trang phục này thì mình thấy là không có nhiều người sử dụng cho lắm. Tại vì căn bản là Ero cũng ít người chơi rồi. Mà bây giờ kiểu làm ra trang phục thì cũng kiểu càng ít hơn ấy. Bởi vì không phải ai cũng có được bộ trang phục này mà. Trang phục này thì sẽ có hiệu ứng tương đương với một skin bậc 2S hữu hạn, nên là sẽ rất là đẹp. Bây giờ là mình mới sử dụng mỗi chiêu cuối để đi bắt team bên kia thôi. Rồi, double kill, thơm. Mình kia phá ghê quá trời. Rồi, đi về, đi về, đi về. Ôi dồi ôi, lần đầu tiên mình dùng chiêu cuối lao ra mà không bị ngỏm. Mọi người đừng quên là hãy bấm ngay nút like video này giúp cho mình, cũng như là bấm nút đăng ký kênh để theo dõi thêm mình chơi nhiều skin khác nữa cho các bạn trước khi lựa chọn mua hay không nhé. Thôi xong may quá, không bị Triệu Vân bổ cho. Triệu Vân mùa này mình thì khá là khỏe đấy. Căn bản là bây giờ có không bị khống chế các thứ này, hồi máu rất là nhiều. Ero trận này thì mình sẽ chơi theo kiểu là full dam, full sát thương vật lý luôn.
thì không biết là mọi người có chơi như thế này không thì hãy bình luận cho mình biết với nhá. Các bạn là mình không có chơi con này bao giờ. Mình không biết là nó lên tanh hay là lên công luôn. Nhưng mà thôi, tôi được lên công cho nó máu chiến. Đi bắt sát thủ của mình kia, bắt sát thủ của mình kia. Ôi, bình tĩnh chị ơi, ghê quá trời. Đây rồi. Bay màu này. Giờ thì sao đái nổi. Đông quá. Thôi chết rồi. Xách dép luôn chạy thôi. Bên kia nó dí mình tận cùng luôn kìa. Không biết quả này qua nổi hay không đây. Mình nghĩ là thôi, quả này là hết hy vọng rồi đấy. Rồi xong, dính chiêu cuối. Bye bye. Trời đấy, Nupakachi. Chiêu cuối này. Hết ulti rồi. Thực ra quả đấy mình nhảy xuống thì con Gidu nó cũng hết luôn cái chiêu cuối rồi. Chả còn tác dụng gì nữa. Thôi thì ăn được cái mạng. Xong hết lính mất tiêu rồi. Không lấy được cái trụ này rồi. Thôi đi về đi, về. Yếu quá. Hiện tại thì Genos thì mình cũng đang có rất là nhiều skin của em này. Thì các bạn có thể liên hệ với bên mình để mình có thể hỗ trợ cho mọi người nhé. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều skin như là của Liliana Way, các bộ trang phục gọi là Veres Kimono, L'Oreal Tính Nguyên Vệ Thần thì mình có rất là nhiều nha. Các bạn cần skin nào thì cũng có thể là vào trong phần bình luận để liên hệ với mình nha. お前のような小物に手間をかけてる場合じゃない。 Ui. Ôi đi về thôi, gặp anh Triệu Vân là sợ lắm. Bây giờ là mình sẽ chỉ để dành chiêu cuối và lao vào người của xạ thủ phía bên kia để lấy được mạng của nó thì sẽ ok nhất. Đây rồi, cơ hội đến đây rồi. Chúng chiêu cuối lao vào giữa người của AD này. Ok. Được rồi, còn AD nữa, còn giáp hồi sinh. Nhưng tầm này thì hết giáp rồi. 200 vàng. Thì vẫn còn giáp hồi sinh. Lao lên luôn này. Đi về. Ghê gớm quá. May chưa ngọm đấy. Đây còn hai ông này. Bật chiếc cuối, bắt luôn Kali. Rồi, 200 vàng. Double kill. Thơm. Thế tính ra thì cái Aero lên full sát thương ok phết. Mặc dù là mình đã lên quỷ kiếm mà thực sự là cũng không có làm được gì cả. Này, đi về thôi. Tập này thì AD bên kia là hết giáp rồi, hai lần giáp là hết rồi. Đây rồi. Đây gì nha. Hết bay màu. Còn mỗi Kali lần này thì không có thủ được nhà nữa đâu. Ok, và trận đấu của chúng ta thì cũng đến hồi kết rồi. May được này mình vẫn chơi được. Và đó là trải nghiệm của mình với bộ trang phục Genos của Vương quốc Aero. Các bạn nghĩ sao về bộ trang phục này thì hãy bình luận cho mình biết với nhé. Đừng quên là bấm nút like và đăng ký kênh của mình để xem thêm mình chơi nhiều bộ trang phục khác nữa nha.
Và sau Arrow thì chúng ta cùng nhau đến với bộ trang phục cuối cùng của bộ Kixui, cũng là skin xịn nhất, đắt nhất trong lần hợp tác này. Đó chính là bộ trang phục lốc xoáy kinh hoàng Tatsumaki. Bộ trang phục này trong lần đầu tiên ra mắt thì đã có những bạn tồn tín khoảng 8.000 cho đến 10.000 quân huy mới sở hữu được bộ trang phục này. Cái này là thật nha, bạn mình là người đã mua cái bộ trang phục này trong hợp tác đầu tiên, không biết đen thế nào mà tốn đến tận 5.000 quân huy lận, khiếp luôn. 5.000 quân huy là ít đấy, và có những bạn khác có 8.000 quân huy, tức là khoảng 4 củ cho cái bộ trang phục này. Mình thấy nó hơi đắt, nhưng mà đấy là cậu gọi là cá biệt một số bạn đen đủi thôi. Còn có những bạn khác rơi khoảng 4.000 thôi. Có mạng này, chiến công đầu. Cái điểm mà mình cực thích ở bộ trang phục này đó chính là ném chiêu đến đâu thầm đến đấy. Cảm giác của ném chiêu nó lực vãi trưởng luôn ạ. Nó lực mà nó mượt, chơi nó đã tay. Nói chung là ok là bộ trang phục này được, phải đắt tí. Thì không biết là lần hợp tác tới, tức là lần quay trở lại tới thì nó còn đắt hay không, hay nó sẽ giảm giá bớt. Giống như kiểu bộ trang phục tác gia đương đại của Zata trong lần hợp tác này, à trong lần quay trở lại này, thì đã rút gọn rồi. Nó chỉ tốn là tối đa 2.000 quân huy thôi, rất là ok. Nhưng mà cái bộ trang phục của Zata tác gia đương đại đó là skin bậc 2S hữu hạn, là 2.000 quân huy là hơi đắt đấy. Skin sinh nhật liên quân. Đáp một kill tiếp này. Trận này chơi khá suôn sẻ chứ bộ. Ôi, bình tĩnh anh ơi. Hay. Quả đấy mình là nhìn thấy con Nagroth chơi với bụi đấy rồi, nhưng không nghĩ là nó vẫn ở đấy. Còn mình nghĩ là nó sẽ đi về ấy, tại vì thấy cả thêm của mình ở đấy thì không có ai giúp nữa. Nhưng mà các bạn cũng để ý thấy là team bên kia thì toàn là những vị tướng sải tay ngắn, nên là chơi Quixi trận này rất là ok. Cứ ở ngoài mà dí thôi. Đi xuống giúp cho Triệu Vân này, để xem mà trận đầu có đứa nào đi qua đây không. À, bọn nó ăn rồng. À, bỏ qua, chịu. Thôi xong Triệu Vân rồi. Bình tĩnh anh ơi. Ôi được chết rồi. Biết hết quả đấy mình đi về thì sẽ không có cái ngày này. Quả đấy là hơi tham ạ. Có mà, anh nắc kìa, chạy được không, sao mà chạy được. Giáp bùa. Ông này thì mình không bắt được rồi, dính choáng quá. Xong, bay màu anh Triệu Vân rồi đấy. Ô, chạy mất rồi.
Ờ sao? Còn đúng một xíu kìa. À, may quá. Vẫn có whiff hỗ trợ. Ôi thì chết rồi. Sao? Đánh mở luôn. Hay da. Bye bye, Morgana đi support. Thật ra thì mình không có thấy Morgana đi support là một lựa chọn hợp lý. Căn bản của con này cũng không có choáng, liền mạnh đầu game thôi. Bảo kê AD cũng chả được, hồi máu trong team cũng không còn nữa. Nó hơi củ chuối mọi người. Và các bạn đừng quên là hiện tại mình đang có rất là nhiều những em có các bộ trang phục xịn nha, như là Vọng Nguyệt Long Cơ của Vĩ Đường Violet, hay là các bộ trang phục khác như kiểu là chúng ta sẽ có Tân Nhân Vệ Thần, Thứ Nguyên Vệ Thần của Tronat, của Violet các thứ thì mình cũng có luôn nhá. Các bạn cần bộ trang phục nào thì hãy vào trong phần bình luận để liên hệ với bên mình nha. Là cốt cây kìa. Trận này tại vì trận này ông ngộ không núp bụi liên tục thành ra là mới như vậy. Cổ thân nát ghê. Hai lần bị rồi. どいつもこいつも私はいないとダメね。何?その面白そうな話。私が行こうか。 Ôi, cố diệu một cái bay nửa cọc của con này cơ, của một con ga. Rồi, có mạng luôn. Bây giờ là Quixie đi chọi tủ lạnh, đi chọi đá rồi. Có mạng luôn này. Thơm. Lại có bùa. Bên kia thì đã có đưa lên kháng phép rồi. Không giết được đứa nào. Ôi, thôi xong mở gan ga rồi đi chết bụi. Tầm tay ngắn lại còn lên phun phép nhưng đi chết bụi là chết dở rồi. An
defeated. Slayer has not respawned. Clear minions in Dragon Slayer has appeared. Prepare for the final battle. Thật là Nacro đi đi canh này. Đây rồi nha, thấy rồi nha. Đi về cái đứng xa xa ra không là bị khóa đấy. Thơm 200 vàng, có mạng của Melanga. Ok, thì mình kia thì bay một bốn đứa rồi. Còn đúng một đứa nữa thôi, sợ không thủ được cái nhà này đâu. Còn Malok thì sao mà thủ được. Quét sạch rồi. Và đó là trận đấu của chúng ta cho tất cả những bộ trang phục trong lần hợp tác của Linko Mobile với bộ phim One Punch Man. Các bạn nghĩ sao về cả ba bộ trang phục này thì hãy bình luận cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau kết thúc trận đấu ở đây thôi. Bye bye, hẹn mọi người ở những clip tiếp theo nhé.